Buồn ngủ hoàn toàn có thể xem là một trong những gian nan lớn nhất đời học sinh. Học trò rất đơn giản ngủ trong lớp gì nhiều bạn có thói quen thức khuya để ôm lên nè, chắc chích không thì cũng cố học nốt bài để sáng mai không thiếu bài dở đến trường. Đặc biệt với môn nào không có hứng thú học thì chỉ cần 10 phút đầu thôi là hai mắt đã thi nhau biểu tình đòi đi ngủ. Thời đi học, lớp nào cũng phải có ăn đi phần tử ngủ say như tết, cả lớp về rồi vẫn ngủ không hay biết gì. Bức ảnh nói hộ nỗi lòng của đám hay ngủ gật trong lớp sau khoảng thời gian đăng lên đã ngay lập tức nhận gần 15.000 lượt like, anh chia sẻ cùng rất nhiều comment đồng cảm của cộng đồng mạng. Học sinh kéo nhau về hết mà cậu bạn này vẫn không hay biết gì. Bọn tao về đây, mày ngủ ngon nhé. Ảnh Trung Vũ. Dưới bài đăng là không ít comment chia sẻ của cộng đồng học sinh. Nhiều cư dân mạng không khỏi bồi hồi nhớ lại kỷ niệm thời trước mình cũng từng ngủ quên trời quên đất thế này. Nhưng cũng không ít chủ kiến cho rằng nên gọi năm sinh này dậy gì biết đâu cậu bạn bị trúng gió hay độc tử trong lớp, để mặc như thế hoàn toàn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Hồi đó trường mình đi quân sự cũng có một ông như này, thầy ra hiệu cả lớp lặng lẽ đi ra để ông ngủ. Kết quả hôm sau bị phạt trực nhật nguyên một buổi, bạn tờ. Nờ comment. Vẫn còn may lúc tỉnh là nằm trong lớp. Nếu gặp bọn bạn khốn nạn đó nhẹ nhàng khênh ra bãi rác hay bãi tha ma thì lúc dậy chưa chắc chắn đường nào mà về luôn, bạn Phường Cờ chia sẻ. Lớp mình chúng nó trốn sang lớp bên cạnh. Lúc dậy tưởng đi về rồi chạy dội ra lấy xe, đi nửa đường mới gọi mình quay lại, nghĩ lại vẫn thấy tức cười, bạn tờ. L comment. Mình nghĩ đừng nên bỏ mặc như thế, cũng nên lay hay gọi dậy chứ lúc về ùn ngàn thế ngủ sao nổi. Có khi bị độc tử kia nào không có bất kỳ ai biết, bạn giờ. Đờ chia sẻ. Ảnh Phát Biện Bạc Linh. Ảnh Quang Quyền. Thôi ngủ nhé, chúng tao về đây. Ảnh Dân Anh.